Ok, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Raven Gamer. Và chào mừng các bạn đã trở lại với Minecraft Syntom. Ok, và cũng đã khá một thời gian khoảng là 5-6 tháng rồi mình cũng không làm clip cho các bạn. Tại vì lúc đó mình mua điện thoại mới mà cái điện thoại mình, cái tai phone ấy thì nó hơi bị lỗi một tí cho nên nó không có quay clip được, mình không có bình luận được đấy. Rồi, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại chơi Minecraft. Thì những cái clip Minecraft cũ ấy thì mình đã xóa hết rồi các bạn nha. Tại mình cũng xin trả lời luôn, tại vì một số clip Minecraft mình bị dính bản quyền ấy, thì những clip sinh tồn ấy thì mình đã xóa bớt rồi, nói chung là xóa hết luôn chứ không phải là xóa bớt nữa, để mình có thể bật cái chức năng kiếm tiền trên YouTube. Còn những clip mà ví dụ mà mình review bản mới và đưa cái link tải cho các bạn thì mình vẫn còn để bên dưới nha. Rồi, ok, và trong cái tập ngày hôm nay thì mình sẽ tranh thủ mình sẽ xây một căn nhà nhỏ nhỏ. Đây, ngay chỗ này bạn thấy địa hình rất là đẹp luôn. Đây, có đại dương này, rong biển này, rồi có một vùng đất băng giá lạnh lẽo và đây có một cái đảo rất là đẹp luôn. Ok, thì mình sẽ lấy gỗ nha các bạn nha. Đây, đầu tiên thôi mình lấy cây khác các bạn ơi, mình không lấy cây này đâu. Đấy, nó có tổ ong đấy. Ui, các bạn đụng vào nó là nó chết đây. Rồi, nãy mình thấy khoảng 2 con ong ở chỗ này thì phải. Rồi, thôi mình cứ cho nó ở đi các bạn ơi. Mai mốt mình sẽ làm một cái nhà cho cái ong. Mình xây ngay chỗ gần cái trang trại ấy. Đấy, mình sẽ nuôi một tổ ong luôn. Đấy, thì đây là cái lần đầu tiên mà mình chơi trong cái bản mà mình gặp con ong ấy. Rồi, cái cây này không có tổ ong này, thì mình sẽ tranh thủ mình lấy gỗ qua nha. Ok, thì xin lỗi các bạn nha. Đấy, đấy, nãy mình bận một tí việc. Rồi, thì mình sẽ lấy hết cây gỗ này luôn đi. Sau đó mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó phải gọi là tuyệt đẹp, có một cái view cực kỳ đẹp để mình xây nhà các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu lại cái series này. Hy vọng các bạn xem và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và đăng ký kênh cho mình các bạn nha. Rồi, giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo. Đây, mình kiếm chỗ nào có đá nha. Ui, ui, một ngôi làng các bạn ơi. Ui dồi ôi, một ngôi làng luôn đây. Tuyệt vời. Ui, một ngôi làng tuyết các bạn ơi. Này, tối nay mình có chỗ mình sống rồi. Này, nói thế thôi nhưng mà mình vẫn phải xây nhà các bạn nha. Nói chung là mình chỉ ở tạm thôi. Nếu mình xây nhà không kịp thì mình có thể ở tạm những cái anh dân làng đẹp trai. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ đào sâu sâu xuống đây mình lấy đá bạn nha. Ngay chỗ này mình thấy khá là ok đấy. Địa hình rất là đẹp. Đây có mấy con ngựa này, ngay thảo nguyên luôn các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đào xuống khoảng 1-2 lóc gì đấy. Tại những cái clip cũ ấy, mình quay bằng, mình đeo cái headphone cho nên cái tiếng nó hơi nhỏ. Mà mình lại quay bằng cái tai nghe thì tiếng lại rất là lớn luôn. Mình không hiểu tại sao. Nhưng mà cái tai nghe của mình thì bữa mình nhấn lộn cái nút mà để nghe cuộc gọi ấy, cho nên nó mình bình luận thì nó không có thu tiếng của mình. Hôm nay tới hôm nay mình mới phát hiện là nó mở cái tiếng ra được. Đấy. Làm hẳn giờ mình tưởng cái tai nghe mình bị hư cho nên mình không có quay clip bình luận nhiều. Thường thường mình mấy clip mà bình luận ấy thì mình không có gắn tai nghe vô thì cái tiếng nó hơi nhỏ, sợ mình sợ các bạn nghe không có được rõ ấy. Đấy. Mình nghĩ đào hết chỗ này chắc cũng ok rồi đấy. Đấy. Rồi. Cái tổ ong thì mình lấy như thế nào nhỉ? Mình lấy cái xác ong ấy. Xác ong hình như là mình phải xài cái kéo phải không? Cái kéo thì mình chưa có xác. Đây, cái này thì từ từ tính các bạn ơi, không sao mình bỏ Minecraft khá là lâu cho nên nó cũng hơi ngáo ngáo mà. Thì tấp tới Minecraft thì nó đã update phiên bản 1.16 trên PC ấy. PC là 1.16, còn bên mình là 1.15. Thì cái bản 1.15 này thì nó chỉ sửa một số lỗi thôi, chứ nó không, nói chung nó không có thêm gì mới vô. Mình nghĩ là chắc có thể là tầm 1 tháng sau, 1 tháng 2 tháng sau thì mình nghĩ sẽ có một cái bản cập nhật địa ngục cho phiên bản PC. Ủa, phải lòng, phiên bản BE thôi các bạn ơi. Này, chúng ta vẫn phải chờ đợi từ nhà phát hành thôi, không có gì phải vội vã hết. Nào, đi ra đi con ngựa ơi. Mình sẽ làm một cây búa, một cái kiếm để phòng thân đi, và một cái cúp. Đây, mình sẽ vứt luôn cây cúp đá, cúp gỗ luôn. Đấy, chúng ta chuyển qua luôn cái thời kỳ đồ đá cho nó nóng các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đi kiếm thêm gỗ bạn ơi. Cái cây đằng kia nó có cái tổ ong rất là bự rồi, mình không muốn đụng vô đâu. Đấy. Ê, để có một cái cây rất là bự này, nguyên cái rừng luôn các bạn. Đấy, cái tổ ong đó từ từ mình tính các bạn ơi. Mốt mình sẽ làm một cái nhà mình nuôi ong.
Đấy, vừa trồng trồng gần cái chỗ trang trại cho nó rải phấn hoa xuống cho cây mau lớn luôn, sẵn mình có mật ong mình uống luôn các bạn ơi. Ui một ui đây nhiều cừu thế nha, mình không biết mình nên giết nó không ta, mình giết nó rồi mình nhiều lông nó lại. Thôi từ từ các bạn ơi, tại vì đây mình có một cái nhà, một cái ngôi làng mà, nếu mà tối có tối quá thì mình sẽ vô dân làng mình ở tạm thôi. Rồi rồi trước mắt là mình sẽ lấy gỗ đi. À quên, mỗi lần chặt cây mình phải coi có ong không cái. Đấy, con ong mà nó đốt mình cái mình bị nhiễm độc các bạn ơi, khó khăn quá. Ủa ngay chỗ này như nó chỉ có một cái tổ ong thôi sao ấy, đằng này đâu có đâu. Rồi hình như chỉ có một, ê đằng đây còn có một cái nữa nè các bạn. Ê con ong nó bay nè các bạn, nhìn thấy thương quá ta. Đây, nhưng mà tốt nhất mình không có đụng vô nó các bạn ơi. Đây nó đang bay bay, nó kiếm bông này. Rồi giờ mình sẽ chặt gỗ tiếp nha, mình sẽ kiếm mấy cây mà nhỏ nhỏ mình chặt trước đi, rồi chừng nào mốt có cái mầm thì mình trồng lại gần nhà, để mốt mình lại mình đốn luôn cho nó nhanh các bạn, để khỏi mất công mà đi xa quá, kiểu như là một cái rừng gần nhà luôn ấy, mình trồng sẵn luôn. Rồi thì cái clip này mình quay bằng cái phần mềm của máy nha các bạn nha. Thì cái bản phần mềm trước ấy thì bữa mình mới nâng Android 10 cách đây khoảng 2 hôm thôi, thì nó có một cái phần mềm quay clip được update, đó là chúng ta có thể quay được chế độ 1080p với lại thu âm thanh hệ thống. Đấy, những cái phiên bản trước thì mình không có bạn ơi. Giết con gà luôn, bản trước thì nó chỉ hỗ trợ quay 720p thôi, cho nên mình sẽ phải xài một số cái phần mềm như là Mobizen hoặc là Dual Recorder để mình quay. Thì mấy phần mềm đó ở ngoài chứ sao mà bằng cái phần mềm của máy được các bạn. Phần mềm của quay của máy là nó sẽ tích hợp cho máy chúng ta quay một cách gọi là mượt mà nhất rồi, cho nên mình sẽ khuyến khích là nên xài phần mềm quay của máy. Đấy rồi ok, mình nghĩ như đây chắc cũng được rồi đấy. Ui cái làng tuyết này nhìn bự thế nhỉ. Ui có một cái nhà băng này các bạn. Ui mấy anh dân làng đẹp trai này, để mình là mình hỏi thăm cái anh ấy coi. À, trước mắt là mình sẽ vô mình cướp and bóc coi các bạn ơi, mình sẽ cướp and bóc coi cái nhà nó có gì không. Cái bàn này tới nay biết bao nhiêu phiên bản rồi mà sao mình vẫn chưa thấy nó update để mình xài nha. Nó sắp qua cái bản update địa ngục với lại update trên núi rồi mà vẫn chưa thấy là update cái tính năng của cái bàn đó, kiểu như để trang trí hay sao đó các bạn. Rồi ui mấy cái nhà này xây đẹp thế nha. Ui đây có cái giường vậy. Ê tối nay mình sẽ chiếm lại một một căn nhà nè các bạn. Đây chúng ta sẽ có mấy anh dân làng trồng cho chúng ta ăn luôn. Đây là căn nhà băng. Rồi ui sao lại có miếng thịt thỏ đây này. Ê mình thôi của thôi, hình như con mèo nó giết con thỏ hay sao ấy các bạn, mình nghĩ chắc vậy rồi. Đây là chỗ trồng cà rốt. Ủa ngay của cái này là do nó xây hay là mình nhìn nó giống con gấu á nhỉ, kiểu như hai con mắt và cái miệng ấy. Ồ để mình xem cho cái nhà này có gì không. Ê có rương các bạn, bánh mì với lại than. Thôi từ từ để các bạn, có gì mình cướp sao. Ngay chỗ này là cái nhà cho các anh thợ nấu, đây nhà thợ rèn này các bạn. Đây chúng ta có một cái rương luôn và một cục đá mài nữa. Ui chúng ta có được một cái gác ngựa vàng và một bộ giáp sắt các bạn ơi. Từ từ đi, đấy chúng ta sẽ từ từ chúng ta cướp and box sao. Chúng ta sẵn tiện chúng ta ở đây ở dân ở ngay làng ấy thì chúng ta sẽ bảo vệ cái anh dân làng khỏi bọn xâm lược các bạn. Bọn bọn đó gọi là bọn gì ta, bọn đó gọi là bọn gì quên rồi nha, bọn cướp dân làng ấy. Thấy trời lâu quá mình cũng không nhớ gọi nó tên gì. Ồ anh Golem. Ồ 6 tháng nay rồi mình chưa gặp anh Golem. Hello anh Golem. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp các bạn ơi. Đấy thì cái phần mềm quay này nó có hiển thị mà cái số mê ấy, khi bạn quay mà nó sẽ hiển thị số mê. Mình sẽ kỹ như mình quay này gần gần 1 GB rồi này. Rồi trong cái nhà này có gì không. Ui bánh mì này ngon. Rồi bây giờ trước mắt là mình sẽ chặt thêm gỗ ra, rồi sau đó mình sẽ xây tạm một căn nhà nhỏ nhỏ ở phía dưới thung lũng này. Đấy còn cái phần mà ôi mình nghĩ chắc chặt gỗ thôi chứ mình xây nhà không kịp đâu, tại vì trời tối rồi. Mình nghĩ mình sẽ ngủ một đêm rồi tới ngày mai rồi mình sẽ tính sao các bạn ơi. Rồi thì trời tối rồi này, mặt trời nó bắt đầu nó lặn rồi.
Ở trong đây thì mình có đồ ăn mà các bạn, tại vì mấy anh dân làng ảnh có trồng cà rốt, khoai tây các kiểu đại điểu luôn. Đấy, với lại trong nhà anh thợ rèn hồi nãy mình thấy có một cục than ấy, có gì mình tí nữa mình sẽ vô mình nấu thịt mình ăn các bạn. Để mình chặt thêm một cái cây nữa đi. Đây, mình sẽ kiếm mấy cây nhỏ nhỏ mình chặt các bạn. Này, chặt mấy cây nhỏ nhỏ này. Đó, tuyệt vời. Rồi, mình sẽ lấy cái mầm cây mình trồng lại các bạn nha. Để cho chừng nào nó lớn được nó lớn các bạn ơi, để muốn mình có cây mình chặt nữa. Đấy, chặt mà chúng ta trồng chặt cây mà chúng ta không để lại mà mốt mình chặt hết đấy. Ui ui. Ấy, anh nhỏ này lâu quá không gặp. Rồi, một tên. Này, lại đây này. Lại đây. Rồi, chúng ta được 3 xạ chỉ, khá tuyệt vời. Mốt mình sẽ làm một cái cần câu các bạn ơi. Ui, ui cái con này là cái con này con gì ấy nhỉ? Ui hình như ảnh ui, chúng ta mình sẽ trợ giúp anh Golem các bạn ơi. Này này. Còn cái con này là cái con skeleton mà ở vùng đất băng giá các bạn, nó sẽ bắn ra những cái mũi tên mà làm chậm. Đấy. Đấy ui, bắn đào thế nhỉ. Ui bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Mày này. Ui 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 thôi mình nghĩ mình sẽ đi vô các bạn ơi. Đấy, mình không muốn cái ngày đầu tiên chúng ta làm clip sinh tồn mà chúng ta chết đâu các bạn. Rồi, mình sẽ kiếm một cái nhà bự bự khúc nãy là mình sẽ vô mình ở các bạn nha. Cái nhà nằm đâu dưới đây này. Hay. Để mình vô mình nướng một cái đồ ăn rồi mình ăn các bạn ơi. Ngay chỗ này là chỗ nuôi bò của mấy anh dân làng này. Đây cái nhà này đây. Mình sẽ vô cái nhà này mình ở tạm các bạn ơi. Đấy, có một cái lò nướng, hai cái lò nướng luôn. Rồi. Ui mình không có than, mình không có than là mình xài gỗ mình nấu cũng được các bạn. Mình sẽ chết ra khoảng ôi mình xài gỗ này nấu được mà. Đấy. Nhưng mà nó cháy hơi nhanh các bạn ơi. Đấy, mình nghe tiếng skeleton ở ngoài nữa này các bạn. Rồi, chúng ta được một miếng thịt thỏ và mình ăn luôn cho nóng luôn các bạn nha. Đấy. Rồi, mình sẽ chích ra khoảng cây gậy này đi, mình nấu thêm một miếng thịt gà nữa. Rồi, mình nghĩ vậy chắc đủ rồi đấy. Ui không đủ hả? Thì mình sẽ lấy thêm một cục gỗ này. Đấy. Cục này nó cháy tới sáng luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi ra ngoài xem coi nó còn cái gì nữa không các bạn ơi. Mấy anh dân làng thì ảnh vô nhà rồi. Đây, một con skeleton đang hăm hở ngay chỗ khu anh dân làng này các bạn. Ui, cái chỗ này nó nhiều con ấy thế nhỉ. Này, ui trời ơi, nó bắn mình làm chậm các bạn ơi. Làm chậm nè. Làm chậm này. Khi mình đánh nó thì nó sẽ rớt ra một cái mũi tên chậm rãi các bạn nha. Đấy, cái này mốt mình để dành, mình gom nhiều nhiều rồi mốt mình xài bắn cho nó sướng các bạn ơi. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình vô nhà tiếp các bạn ơi. Ghê quá. Nhà thì hơi ồn, bạn xem clip bạn thông cảm giúp mình nha. Ủa? Trời ơi, má hết hồn, tôi đâu mất miếng thịt gà. Ok, ngủ luôn các bạn ơi. Đấy, có gì. Ui, không thể ngủ, quái vật đang ở gần. Trời ơi, mình ngủ, cho mình ngủ tí cũng không yên nè. Đâu rồi, quái vật đang ở gần đâu? Mình có thấy con nào đâu nha. Đây đây, con này đang đứng gần mình các bạn ơi. Mày bắn tao ạ. Mày bắn tao. Mày bắn tao. Rồi, giờ mình vô mình ngủ các bạn ơi. Rồi, giờ mình vô mình ngủ được rồi đấy. Đấy, có gì mình lưu cái điểm này lại luôn các bạn ơi. Rồi, sáng rồi. Đã điều chỉnh nơi sống lại. Rồi. Đấy, mấy con skeleton này tí sáng nữa là nó cháy hết là mình lại mình hôi của cái mũi tên của nó các bạn ơi. Đây nó bị cháy này, giờ nó vô nó núp này các bạn. Mấy thằng này phải gọi là mấy thanh niên này khá là nhanh trí đó các bạn. Nó đây thấy không, nó cũng chết hết à, không có sống nổi đâu. Mình lại mình lụm xương của nó các bạn. Đấy, mình lại mình lụm xương của nó liền. Bên đây thì còn một con nó mặc giáp cho nên nó vẫn bình thường các bạn ơi. Mày này, mày này. Mày này. Chúng ta được một cái giáp da. Nó cũng gấp sắp banh rồi các bạn ơi. Sắp banh ta long rồi. Đây, mình thấy bữa này mình thấy. Hai con này nó chết luôn rồi các bạn ơi. Cái này nó làm chậm mấy giây vậy ta? Thường thường nó bắn là làm chậm khoảng 30 giây đấy. Đúng rồi, làm chậm khoảng 30 giây các bạn ơi. Mấy con này nó bắn đau quá các bạn ơi, không có giáp. Để mình hết thức ăn rồi. Để mình vô mình hôi của mấy cái bánh mì mình ăn các bạn ơi.
Rồi thì mình nghĩ một clip mình quay khoảng tầm chừng 15-20 phút là mình thấy đăng lên là được rồi, tại vì mình không có muốn quay dài các bạn, tại vì nhà nói chung nó cũng hơi ồn. Đây chúng ta có bánh mì này, hợp lý. Rồi xin lỗi mấy anh dân làng nha, mình sẽ mượn tạm cái bánh mì. Rồi ok, và mình nghĩ mình clip mình sẽ được kết thúc tại đây thôi. Các bạn xem clip này thấy hay thì cũng đừng quên để lại cho mình một like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha. Thì mình sẽ nhanh chóng làm thêm một cái tập tiếp theo cho các bạn trong thời gian nhanh nhất, có thể là chiều hôm nay hoặc là sáng ngày mai mình sẽ làm thêm một clip cho các bạn để mình đăng luôn. Rồi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cái series Minecraft sinh tồn này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nha các bạn nha.